Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 đến 17,7 độ Vĩ Bắc, 113,2 đến 114,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40-60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40-60 km/h, giật cấp 9. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, từ chiều ngày 12 tháng 6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông bắc, phía Nam gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối chiều nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ,
có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây đêm có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đông nam, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc đêm có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.